Xin nhé. Yeah.
Anh đợi em lâu chưa? Vừa đến thôi. Vừa đến à? Vừa đến. Đến rồi đây, ra lên trên chia sẻ. Dạ. Để em một tí đó. Dạ. Cái này làm cột được rồi đấy. Thank you.
không ấy nhỉ? Cháu có đi đợt lượt cây quán lấy bao nhiêu nhỉ? 14 à? Em cái đấy được bao nhiêu lấy đi, lấy 16 nhỉ? 17 nhá. 17 là mày cũng biết xẻ cây phải không? Thôi. Oh,
nhá. Rồi. Được rồi, em về trước này. Rồi. Thank you.
Alo anh à, anh lên hộ em chở gối nhá, đằng sau nhà bố mẹ em ấy. Vâng, lên luôn nhé. Cái này cởi khó nhá. Có đâu. Được, ấy thắt nổi cơ mà. Này, đấy, nào đi. Đi cái mồm đấy. Thế này chẳng đi à. Oh,
Âu mà cứ lên mái à. Chắc hôm nay không ăn được rồi.
tối rồi về thôi. Đấy, đang chuẩn bị đấy. Đây. Em có dây mà sao? Đây, dây đây. Đây à? Đây. Cuộn dưới này cơ. Em xem có được không? Nhát cái lại. Lấy dao cắt. Tao làm xong nhà là đấu bóng vào hai công tắc này. Đoạn này 30 mét cũng gần hết rồi. Em về tiệm.
Em xin nhé. Em cảm ơn nhé. Đường điện ok hết rồi đấy. Vâng, em cảm ơn đường điện. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Đây nhá, bạn làm việc nhá. Đây nhá. Nhá.
Yeah.
Ngon ngọt nhỉ. Alo chú à. Chú đến đâu rồi? Vâng, cháu đang ở nhà cháu rồi. Nó về sớm sớm nhanh nhanh tí nha cháu. Để kịp cho tay đi con đi. Bạn nào mà hồ nhau đã uống. Đi đá thẳng. Đá thẳng tí lên lên chân đen đấy chứ. Tí chưa lại. Cứ lên nặng đấy. 1, 2, 3. Lên xe về. Xe đen lên vào đó. Đấy cái này sát đó. Tí buộc cái này vào chứ. Đi vào sát không? Đi. Rồi. Được rồi, được rồi.
lên cao lên bên kia lên cao. Lên nữa đi anh đi ơi. Cao. Ôi, kìa tử. Nào. Mày bà. Vui được. Thấy chưa? Đây bảy cái này cho ấy. Lệch lệch à. Ờ. Bên này sang đi. Bắn chi vào đó. Đây 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 đây. Đấy, thế đúng chỗ đó. Không được chưa? Quay một xuống dưới nhá.
Thôi đi. Liệt nhuận đấy. Rồi. Trên đi, đấy, thế nó an toàn hơn. Được rồi.
Đây. Cọc cọc. Mà nè bà thương tí. Đi học rồi. Con nói hả mẹ? Mẹ bà nha. Mẹ lấy ba lô cho con đi. Thank you.
chết, tí mẹ lại lấy một tấm đi cho con. Mang khó cỡ. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.